đây chính là nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi người đã dừng chân nghỉ ngơi khi về thăm và làm việc với cán bộ và nhân dân Hưng Yên. Và trong mục Hưng Yên những chặng đường lịch sử ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng tôi ghé thăm địa chỉ thiêng liêng này để cùng tìm hiểu về những tình cảm mà Bác đã dành cho Hưng Yên lúc sinh thời. Và cùng đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay đó chính là bạn Bùi Thu Hà, thuyết minh viên của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Xin chào bạn. Em là chị ạ, rất vui cho em vì hôm nay đã được đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Và ngôi nhà lưu niệm mà đoàn ta hôm nay đến thăm đây nằm trên đường Nguyệt Hồ, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Đây chính là một nhánh nhỏ của sông Hồng, nơi đã chứng kiến cảnh buôn bán sầm uất tấp nập của người Á, người Âu trong suốt hai thế kỷ 16, 17. Ngôi nhà này cũng nằm trên danh mục hệ thống nhà lưu niệm Bác trên cả nước. Ngôi nhà thì được xây dựng trên diện tích đất 2.000m² với kiến trúc kiểu ngôi nhà đồng bằng Bắc Bộ, gồm có 3 gian. Gian chính giữa chính là nơi đặt ban thờ và tượng thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ mái thì được làm bằng tre nứa, mái lợp lá gồi. Ngôi nhà này nguyên là Ủy ban Hành chính cũ của tỉnh Hưng Yên, được xây dựng vào những năm 1956-1957. Sau một lần Bác về thăm và làm việc tại đây, thì đến năm 1972, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Hưng, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, đã quyết định giữ lại căn nhà lá này làm nhà lưu niệm Bác. Và bây giờ thì em xin mời chị sẽ vào bên trong nhà lưu niệm Bác để cùng tham quan. Sinh thời thì dù bận trong công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian và tình cảm quan tâm đến người dân Hưng Yên. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã vinh dự đón Bác về thăm 10 lần. Ngày đầu tiên Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên là vào ngày 10 tháng 1 năm 1946. Bác đã động viên nhân dân ta làm công tác thủy lợi, đắp đê phòng ngũ. Đặc biệt là năm 1958 thì Bác đã về và làm việc với Đảng bộ nhân dân Hưng Yên đến 5 lần, đều là những lần Bác nói đến công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải, và Bác đã xuống tận nơi để thăm hỏi động viên nhân dân lao động. Bác khẳng định nhất định phải thắng thiên, làm thủy lợi phải khó nhọc vài năm thì mới sung sướng muôn đời. Và những cái bức ảnh này đều liên quan đến cái việc mà Bác làm việc với Đảng bộ và nhân dân ta về cái công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Và đặc biệt là vào ngày 3 tháng 7 năm 1958 thì sau khi làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thì Bác đã nghỉ trưa và dùng bữa tại chính căn nhà lá đơn sơ này đây. Và từ ngày Bác về thăm và làm việc tại đây thì nơi đây vẫn còn lưu giữ lại được nguyên vẹn bộ bàn ghế và giường ngủ của Bác. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thì luôn ghi nhớ lời Bác dạy. Đến năm 1961 thì Đảng ta lại được vinh dự đón Bác về thăm và trao cờ làm công tác thủy lợi khá nhất tại hội nghị thủy lợi lớn nhất miền Bắc diễn ra ở Hưng Yên. Ở đây thì chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ làm công tác thủy lợi khá nhất từ năm 1961 đến năm 1965. Và cùng với ngày 16 tháng 9 năm 1961 thì Bác đã trồng cây lưu niệm tại Ủy ban Hành chính của tỉnh Hưng Yên. Và đây là bức ảnh mà Bác xem và nghiên cứu sa bàn quy hoạch thủy lợi Hưng Yên vào ngày 16 tháng 9. Và hiện nay thì cái sa bàn ấy vẫn còn được lưu giữ lại tại ngôi nhà lưu niệm Bác. Bây giờ thì tiếp tục mời chị sẽ đến tham quan và chiêm ngưỡng cái mô hình sa bàn nơi khi xưa Bác đã về đây và làm việc. Đây là mô hình sa bàn của công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải, mô hình thu nhỏ. Hàng năm thì vào mỗi dịp lễ lớn thì đây cũng chính là nơi thu hút rất nhiều những người dân về đây để cùng tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân Hưng Yên. Cảm ơn bạn với cuộc đồng hành rất ý nghĩa trong ngày hôm nay ạ.